Bạn đang muốn tải một video trên YouTube, nhưng sau khi lên mạng tìm kiếm hàng loạt công cụ download, bạn vẫn không thể nào tải được video như mong muốn. Quảng cáo thì nhiều, tốc độ download thì chậm, hoặc phải trả phí để có thể tải được video chất lượng 4K. Vậy thì video này chính là dành cho bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải mọi video từ YouTube với chất lượng cao nhất từ 1080p, 2K, thậm chí là 4K. Và quan trọng nhất, nó cực kỳ nhanh, không có quảng cáo và hoàn toàn free 100%. Lưu ý mọi người lên xem hết video để có thể tải xuống video YouTube một cách hoàn hảo nhất, để video không bị lỗi, không bị mất tiếng, không bị mờ hình. Ok, để tải được video trên YouTube về máy tính, chúng ta sẽ sử dụng công cụ có tên là ITDLP. ITDLP là một công cụ mạnh mẽ để tải video hoặc âm thanh. Bạn chỉ cần một câu lệnh đơn giản là có thể tải bất cứ video nào về máy tính. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ cần cài đặt một số thứ như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ cần cài đặt công cụ có tên là Python. Đây là một ngôn ngữ lập trình rất là phổ biến và hoàn toàn miễn phí. Nó rất là nhẹ nên chúng ta có thể tải trực tiếp từ trang chủ của nó. Chúng ta sẽ chọn vào trang chủ. Sau đó đến mục Download. Máy tính của mình là Windows nên mình sẽ chọn là Windows. Ở đây sẽ có rất là nhiều phiên bản để chúng ta lựa chọn, nhưng mọi người lưu ý là chúng ta sẽ chọn phiên bản từ 3.10 trở lên, để tránh trường hợp là sau khi chúng ta cài đặt và sử dụng nó sẽ bị lỗi, thì chúng ta sẽ chọn phiên bản từ 3.10 trở lên mọi người nhé. Thì mình sẽ chọn phiên bản ở đây là 3.13.9. Máy tính của mình là sử dụng Windows 64 bit, nên mình sẽ chọn download là phiên bản 64 bit. Chúng ta tiến hành kích chuột vào đây để download. Ok, sau khi download xong, chúng ta tiến hành kích vào file cài đặt để cài đặt. Ở đây mọi người lưu ý là chúng ta sẽ kích chọn cái dòng cuối cùng này. Nếu các bạn quên cái bước này thì sau khi chúng ta cài đặt và sử dụng thì nó sẽ bị cái lỗi là Python not found. Thì mình sẽ phải chọn vào đây nhé. Sau khi chúng ta chọn xong, tích chọn vào đây rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là Install Now. Chờ một chút để cho chương trình nó sẽ được cài đặt vào máy tính. Ok, như vậy là chương trình của chúng ta đã được cài đặt hoàn tất. Thì chúng ta sẽ tiến hành đóng lại. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ mở cái lệnh cmd lên để kiểm tra xem cái chương trình Python của chúng ta đã được cài đặt thành công hay chưa. Cách làm như sau, chúng ta sẽ chọn vào Start, bấm chuột phải, chọn Run, nhập cmd và nhấn Enter. Thì nó sẽ mở ra một cái lệnh cmd như thế này. Thì việc của chúng ta sẽ là nhập câu lệnh để kiểm tra xem cái chương trình Python nó đã được cài đặt thành công hay chưa. Mọi người sẽ nhập câu lệnh như sau. Python version Ok, sau khi nhập câu lệnh xong thì mình sẽ ấn Enter. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công. Phiên bản ở đây là Python 3.13.9. Bước 2, tải công cụ ITDLP. Đây là nhân vật chính giúp bạn tải được video chất lượng cao từ YouTube. Thì vẫn trong cái câu lệnh cmd này, bạn sẽ nhập tiếp câu lệnh như sau để cài đặt. Ok, bạn sẽ nhập cho mình cái câu lệnh này nhé. Sau khi nhập câu lệnh xong thì mình sẽ ấn Enter để chương trình nó sẽ tự cài đặt, tự download và cài đặt luôn. Nó sẽ rất là nhanh thôi. Ok, như vậy đã hoàn thành. Nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn là cái chương trình ITDLP này nó đã cài đặt thành công hay không. Thì chúng ta sẽ nhập tiếp câu lệnh như sau. IT-DLP. Rồi, chúng ta Enter. Ok, như vậy đã thành công rồi đấy. Ok, sau khi các bạn đã cài đặt thành công hai công cụ trên, thì chúng ta sẽ cần cài đặt thêm một công cụ nữa có tên là FFmpeg. FFmpeg là một công cụ giúp bạn ghép video và âm thanh lại với nhau. Nếu bạn không cài nó thì sau khi tải video 4K bạn sẽ chỉ có hình mà không có tiếng. Thì cách cài đặt như sau, chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của nó. Sau đó các bạn đến chọn thư mục Download, kéo xuống phía dưới,
của mình là Windows nên mình sẽ dê chuột vào phần Windows và chọn cái dòng này. Các bạn chọn cái dòng này giúp mình nhé. Đây, các bạn sẽ chọn ấn chọn dòng này này. Ok, sau khi chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới và tải cho mình cái phiên bản đuôi.zip này. Đó, đây này, các bạn sẽ kích vào đây để cài đặt nhé. Ok, sau khi đã download thành công thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái thư mục này ra. Ở đây thì mình đã download trực tiếp về màn hình desktop nên là mình sẽ tiến hành giải nén nó. Sau khi giải nén thành công thì các bạn sẽ mở cái thư mục này lên. Chúng ta sẽ copy cái thư mục này lại. Tiến hành mở sang C. Tạo cho mình một thư mục mới và đặt tên cho nó là ffmpeg. Và chúng ta mở lên và copy vào. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ mở cái thư mục này lên. Mở tiếp thư mục bin. Và các bạn hãy copy cho mình cái dòng đường dẫn này nhé. Copy lại. Chúng ta sẽ mở. Chọn cái thư mục máy tính của chúng ta này. Sau đó chúng ta bấm chuột phải. Chọn Probekit. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn đến cái dòng có chữ là Advanced Item Setting. Chúng ta sẽ kích vào. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn đến cái dòng là dòng này này. Kích vào đây. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái thư mục Path này. Bấm Edit. Và ở đây chúng ta sẽ bấm lưu. Và hết cái đường dẫn mà chúng ta vừa mới copy vào. Các bạn nhấn OK, OK, OK. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt chương trình là FFmpeg. Để chắc chắn chương trình FFmpeg của chúng ta đã cài đặt thành công hay chưa thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Chúng ta tiến hành mở CMD lên. Gõ cho mình câu lệnh là FFmpeg cách version. Ok, như vậy ở đây chúng ta đã cài đặt thành công FFmpeg phiên bản 8.0. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt các công cụ để có thể tải xuống một video trên YouTube. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải một video bất kỳ trên YouTube. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một video 4K để chúng ta có thể test tải video từ trên YouTube xuống máy tính. Bây giờ các bạn sẽ có thể là kiểm tra chất lượng của video ở đây. Video ở đây chất lượng cao nhất là 4K này. Thì làm thế nào để tải được video này xuống? Việc đầu tiên của chúng ta sẽ là copy cái đường dẫn của video là chính là URL của video ấy. Sau đó chúng ta sẽ mở cái câu lệnh mà mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn ở đây. Việc của các bạn sẽ là chỉ cần thay URL của video mà chúng ta định download xuống và paste vào cái phần này. Sau đó chúng ta copy toàn bộ câu lệnh lại. Chúng ta sẽ mở lại cái lệnh CMD lên và dán vào, nhấn Enter. Công việc còn lại sẽ là để cho máy tính nó sẽ tự download về. Ok, như vậy là chương trình chúng ta đã đang chạy rồi. Đó, các bạn có thể thấy file gốc ở đây chúng ta sẽ có là 2.24GB và tốc độ download bây giờ là đang là 10 MB trên một giây. Cái tốc độ download này nhanh hay chậm nó sẽ phụ thuộc vào cái đường truyền mạng của các bạn. Còn đường truyền của mình khá là thấp nên là tốc độ download ở đây nó sẽ không được cao cho lắm. Ok, như vậy là chúng ta đã download xong cái file video 4K về máy tính. File ở đây chúng ta sẽ nặng là 2.24GB và chỉ mất 44 giây để download cái file đó về máy tính. Các bạn thấy tốc độ của nó có nhanh không? Quá nhanh luôn đúng không? Việc của chúng ta bây giờ là đi kiểm tra xem cái file gốc đấy chúng ta có phải là chất lượng 4K hay không. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái file đó lên. Sau khi download về thì cái video đó nó sẽ ở trực tiếp trên cái đường dẫn của cái lệnh CMD này này. Chúng ta sẽ vào truy cập theo đúng cái đường dẫn này để mở video lên nhé. My computer OC
chọn user và chọn đây chính là video mà chúng ta tải xuống, chúng ta tiến hành mở, bấm chuột phải chọn probability. Ok, như vậy là chất lượng video chúng ta tải xuống là video 4K 60 frame. Và như vậy là các bạn có thể tải bất cứ một video nào từ YouTube với chất lượng cao nhất, nó hoàn toàn miễn phí. Nếu video này giúp ích được cho bạn, hãy cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh để mình có động lực ra tiếp các video hướng dẫn khác và sớm đạt được 1.000 người đăng ký đầu tiên. Hãy để lại comment nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt và tải video, mình sẽ cố gắng xử lý nó cho bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và chúc các bạn tải video thành công.